Chị không có nghĩ cộng từ á, chị mình có đi cái gì tra đói gì đó ba cha đói chị ha. Đây là những cái biện pháp để giảm thiểu trong quá trình kê đơn, trong quá trình cấp phát. Ví dụ như đây bạn vừa nói ha, hình ảnh giống nhau rất là dễ nhầm lẫn. Chẳng hạn như đây có hai thuốc đây, FTCD với lại Etocox. Thì do cái hình ảnh ha, cũng là bao phim đây và nhìn rất là giống. Mình lúc mà mình khỏe thì mình tỉnh thì không sao, mà lúc mà mình đau quá mệt mỏi thì mình rơ tay nhiều lúc mình sẽ lấy nhầm. Chẳng hạn thuốc tim ở đây chẳng hạn ha, thì mình nhìn sẽ thấy rất là giống nhau. Một bên là cholesterol, một bên là bên gia nhạc dopamine ha, hoặc là hai kháng sinh này của công ty Pfizer cũng vậy, sulberazon hoặc uracil thì nhìn rất là giống. Thì đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới ha, mình lấy thuốc nhầm. Hình ảnh giống nhau là dễ nhầm, bây giờ nghe giống nhau dễ nhầm nữa. Và anh chị mình đây là cũng đã đi làm có rất nhiều kinh nghiệm rồi, thì có thể chia sẻ trường hợp là mình nghe mình bị nhầm chưa? Nghe nhầm. Bạn Nguyễn Minh Thơ. Bontarel với chị Bontarel Pasteurel rất là chính xác chị ha. Một bên là thuốc điều trị bệnh tim mạch đúng không, bên điều trị giảm đau mà nó có cái gì cứ lên trang thì nghe mệt quá bốc bỏ vô luôn ha. Thì thường là ở bệnh viện họ sẽ lập ra một cái danh sách ha, thường là những thuốc hình ảnh giống nhau hoặc là những hình ảnh tên nghe giống nhau. Ví dụ như đây anh chị sẽ tham khảo ha, sẽ lập ra những cái danh sách để nâng cao cảm giác của cái người nhân viên y tế. Hay ví dụ như đây mình thấy ha, Bicozon hoặc là Bisilcon, mình nghe có cái gì cứ to to thì cứ quăng vô trong cái rổ thuốc của bệnh nhân, rất là dễ nhầm lẫn. Nên là thường những cái thuốc này mình phải cần là cảm giác ha, mình phải biết nó là nằm trong cái danh sách sao lai lúc thường lai đây, rất là dễ nhầm thì phải lưu ý. Rồi như nãy giờ mình đã thảo luận qua các biện pháp giảm thiểu sai sót cho anh chị ha, chẳng hạn như trong giai đoạn kê đơn thì không khuyến cáo kê đơn thuốc bằng lời nè, rồi có thể là hệ thống hóa vi tính. Rồi khi cấp phát chẳng hạn đối chiếu thông tin như mình có ba tra năm đối. Và đối với người sử dụng thuốc ha, thì xác định đúng người bệnh, thường cái này là đối với điều dưỡng khi mà họ phân thuốc cho bệnh nhân. Rồi ví dụ như đây ha, ví dụ như đây chữ viết tay của bác sĩ và khi thực hiện hệ thống hóa vi tính. Thế anh chị mình anh chị ngồi ở gần thì chắc có nhìn rõ hơn cái chữ viết tay đây ha. Mình nhìn thấy thử coi mình đọc ra được cái gì chị? Nhưng nhìn rất là khó. Những cái nét gì đó cứ lên xuống xuống như là rắn là run gì đó ha. Ở bên đây khi mà vi tính ra thì thấy mọi thứ rất là rõ ràng, thì làm gì còn sai sót nữa. Tôi nhìn sơ sơ ở đây tôi nghĩ là viêm amidan chị ha, cái giống giống cũng vậy. Sao viết chữ như một kinh dị. Rồi đến cái hoạt động ở giai đoạn công ty dược nãy bây giờ mình đi qua là ở tại phòng khám và bệnh viện, thì công ty dược hoạt động cảm giác dược gần những hoạt động gì thì cũng sẽ tương tự thôi ha. Và nó sẽ có thêm một số cái hoạt động khác, chẳng hạn như là cái người mà hoạt động ở cái lĩnh vực cảm giác dược tại công ty dược chính là những người cầu nối giữa cái đơn vị của mình và những cái cơ quan quản lý giữa đơn vị và trung tâm thông tin thuốc cảm giác dược khu vực, cũng giống như là cục quản lý dược. Và có một cái điểm mới đó là công ty dược phải là lập kế hoạch quản lý nguy cơ của những cái thuốc trong công ty của mình hoặc của một số thuốc trong công ty của mình. Thì kế hoạch quản lý nguy cơ sẽ gồm những cái nội dung như là thông tin về thuốc, thông tin về an toàn thuốc, hoặc là những cái kế hoạch quản lý nguy cơ, hoặc là những thông tin về chương trình khuyến mại của cái thuốc đấy, rất là nhiều các anh chị có thể tham khảo. Tôi chỉ lưu ý một điều là cái kế hoạch quản lý nguy cơ của một thuốc thì sẽ nộp về cục quản lý dược.
của công ty sinh học và cục quản lý dược để quản lý. Rồi còn tại cơ sở bán lẻ và nhà thuốc thì như thế nào? Mình cũng sẽ thực hiện là báo cáo phần có hại và báo cáo chất lượng thuốc. Và những cái báo cáo này chị sẽ gửi về đâu? Đây là những cái địa chỉ. Mình sẽ có cái phone, và cái phone này chị cũng sẽ download về từ trên mạng. Thì tại khu vực miền Nam thì nó sẽ cái trung tâm khu vực thông tin thuốc và cái chiều đây sẽ là bệnh viện Chợ Rẫy đây. Hồi nãy mình cũng có nói qua. Thì trước đây khi mà tôi có phụ trách một lớp thì có một bạn làm việc ở bên bệnh viện Chợ Rẫy, thì bạn cũng có chia sẻ thông tin như sau. Thì đối với bệnh viện Chợ Rẫy á, chị bác sĩ sau khi mà đã ra toa rồi sẽ đưa qua cái bộ phận cảm giác dược để hội nghị toa. Và nếu như mà cái toa đấy nó có những cái bất thường, nó có những cái sai sót gì về liều, về chỉ định, về lựa chọn thuốc hoặc là chống chỉ định gì đấy, thì những người dược sĩ có quyền chặn những cái toa này, sẽ chặn toa này và đi trao đổi với bác sĩ. Thì bác sĩ có cái ý gì hoặc là họ nhầm như thế nào thì đó là cái hoạt động của cảm giác dược ở Chợ Rẫy. Thì ngay tại bệnh viện Chợ Rẫy một trong những bệnh viện đầu ngành mà họ cần phải triển khai như vậy, và thực tế đã thấy là như thế nào, họ cũng đã hỗ trợ bác sĩ thực hiện cái điều ba. Và anh chị mình có một cái tâm lý là nhiều khi bác sĩ có tâm lý là dược sĩ nhiều khi giống như soi ngó cái toan của mình ha. Nhưng mà thực tế phải vậy không chị? Cái việc dược sĩ và bác sĩ hợp tác, cái tinh thần của mình chỉ hợp tác với nhau thôi, và cuối cùng là đem đến lợi ích cho ai chị? Cuối cùng đem đến lợi ích cho bệnh nhân thôi. Thì họ quan trọng cái thái độ làm việc với nhau. Mình sẽ thấy rằng là từ bệnh viện Chợ Rẫy thì tôi thấy là hiện giờ cũng trong số bệnh viện bắt đầu chặt cái tay của bác sĩ, sẽ có dược sĩ lâm sàng ngồi từ đó và dùng cái tay để kiểm soát được cái sai sót. Bởi vì như tôi mới nói là vị trí dược sĩ lâm sàng bây giờ rất nhiều chị ha. Rồi tới phần thông tin trong cảm giác dược thì do làm việc trong cái lĩnh vực y tế dược thì mình sẽ thấy rằng là thông tin sẽ thay đổi liên tục. Ngày mốt hôm nay nó đúng nhưng mà ngày hôm sau nó sẽ sai. Tôi ví dụ cái đơn giản như là trong điều trị tăng huyết áp cũng vậy. Trong điều trị tăng huyết áp mình có mấy thuốc anh chị, mấy nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp, mấy nhóm tích chế men chuyển nè, dạng thụ thể nè, dạng tinh canxi nè, còn gì nữa? Gì nữa? Lợi tiểu. Gì nữa? Dạng beta ha. Thì trước đây sẽ có 5 thuốc và trong cái khuyến cáo nó sẽ cái hình ngũ giác là 5 nhóm thuốc này điều trị tăng huyết áp. Nhưng mà tới thời điểm hiện giờ thì sao anh chị? Khuyến cáo bắt đầu người ta chỉ còn là cái hình hình môi thôi, có nghĩa là 4 nhóm thôi. Vậy nhóm nào rút ra khỏi? Nhóm nào anh chị? Hiện tại bây giờ là beta blocker không sử dụng trong điều trị tăng huyết áp đơn thuần nữa ha. Vì người ta thấy rằng nó lợi ích nó không có đem lại nhiều cho bệnh nhân so với những nhóm khác. Như vậy mình thấy đó, thông tin sẽ cập nhật liên tục. Nếu mà trước đây mình sử dụng beta blocker cho điều trị tăng khác thì bây giờ mình sẽ cập nhật thông tin lại. Mình thấy mình biết được cái khuyến cáo thì mình không sử dụng nữa. Thì tương tự như vậy cái hệ thống cảm giác dược cũng vậy. Mình sẽ thấy rằng là mình cần phải cập nhật thông tin, thì cập nhật thông tin như thế nào. Thì anh chị sẽ với một số điểm ha, ví dụ như thông tin từ những cái trang web trong nước như là cục khám chữa bệnh hoặc là trung tâm thông tin thuốc và ADA của Bộ Y tế quốc gia thì mình sẽ cập nhật hàng ngày. Còn nếu như mà những cái cơ quan quốc tế tham chiếu khác thì mình sẽ cập nhật hàng tuần. Và sau khi cập nhật thông tin xong mình sẽ có giai đoạn là sàng lọc thông tin. Thì anh chị lưu ý cái chỗ là phân loại thông tin. Phân loại thông tin đây. Thông tin có thể là đình chỉ, lưu hành, thu hồi sản phẩm. Ví dụ như hồi nãy mình có bạn mình trình bày qua sản phẩm. Rồi ngừng cấp số đăng ký, sửa đổi nhãn thuốc hoặc là cảnh báo. Thì theo anh chị thì cái mức độ nghiêm trọng nó tăng dần hay giảm dần? Giảm dần chứ đúng không? Giảm dần. Thì mình lưu ý chỗ này. Thì tùy theo cái mức độ nghiêm trọng ta sẽ thực hiện khẩn trương hay như thế nào. Thì sau khi sàng lọc thông tin xong sẽ tiến hành là xử lý thông tin ha, sẽ thực hiện là có thể là trao đổi thông tin đấy trong cái buổi huấn luyện hoặc là trong cái buổi giao ban.
và cuối cùng là thực hiện truyền thông. Thì như vậy là chị mình sẽ cập nhật thông tin ở đâu để đáng tin cậy. Khi mà nói về dùng lâm sàng thì cái điều rất là quan trọng đó là nguồn gốc thông tin. Nguồn gốc thông tin rất là quan trọng. Như vậy mình đọc thông tin ở đâu để cái thông tin nó đáng tin cậy. Thì có cho chị một số cái đường link để mình tham khảo. Chẳng hạn như đối với trang web thì chị có thể tham khảo đây. Ở cục quản lý dược, cục khám chữa bệnh ở Việt Nam. Còn đối với mình có thời gian nhiều hơn, cuối tuần rảnh rỗi hoặc là tối khó ngủ gì đó, lên FDA rồi châu Âu, cục quản lý dược châu Âu mình đọc, đọc xong thì dễ ngủ. Rất là nhiều những cái thông tin tạp chí thì mình cũng sẽ có những cái thông tin sau đây ha. Như vậy là ở Việt Nam mình sẽ thấy là có cục quản lý dược khám chữa bệnh là thông tin của trung tâm cảnh giác dược và IDA quốc gia nè, và có một cái trang web, có một cái Facebook nên chị có thể gọi là tiện theo dõi luôn. Thì đây là các nguồn tài liệu thu thập thông tin. Và cái buổi ngày hôm nay thì đến đây là hết, nhưng mà còn phần nữa đó là điểm của anh chị nha. Thì như vậy thì anh chị chờ xíu tôi sẽ